Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Trương Thượng Thuần của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Từ sau khi dịch viêm phổi COVID-19 xuất hiện đến nay, rất nhiều người đã vì sức khỏe của chúng ta mà phối hợp với các biện pháp cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà của chính phủ, bị hạn chế tự do đi lại. Chúng ta không nên cảm thấy sợ hãi hoặc là bài xích những người đã phối hợp cách ly này, mà nên ủng hộ và động viên họ. Đồng thời cũng xin nhắc nhở với người dân hãy phối hợp với các quy định của chính phủ, đảm bảo thực hiện tốt việc cách ly với bên ngoài, để đảm bảo sự an toàn cho người thân bạn bè và khu dân cư mình đang sinh sống. Đồng thời đây cũng là cách để chúng ta tránh bị xử phạt nặng. Dù diễn biến của tình hình dịch bệnh thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì mọi người vẫn phải có thái độ tích cực đúng đắn, không nên dán nhãn mác vào nhau. Chúng ta phải bao dung lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau, có như vậy mới bảo vệ được sức khỏe của toàn dân Đài Loan.